Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư tôn đức trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay trong môn Tạng Pháp chúng ta tiếp tục học về giác phần, tất yếu giác phần hay là những pháp liên hệ đến dẫn đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta thường nghe về 37 phẩm trợ đạo hay là 37 pháp trợ bồ đề. Ở đây gọi là giác phần, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ quyền, ngũ lực, thân chắc chi, bát chánh đạo. Đề tài hôm nay sẽ nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đã được giảng gì rồi? Và thật ra đây là một bài kinh rất là căn bản của pháp học cũng như pháp hành. Cho dù chúng ta có nghe lại thì cũng tốt. Nên chi thì tôi từ siêu lại muốn tiếp tục giảng bài kinh tứ niệm xứ này. Ở đây chúng tôi nhắc quý vị một điều là tứ niệm xứ qua thắng pháp đó, là pháp bản thể, đó là niệm. Niệm ở đây là sự ghi nhận, và từ sự ghi nhận nó có sự ghi nhớ. Như ông bà chúng ta nói rằng mình làm trước quên sau, đó là thất niệm. Nhưng mà nếu mình làm mà mình muốn nhớ mà không quên đó, thì giống như nếu những gì mà được nói, được nhắc trong đời sống mà chúng ta chịu khó lấy nốt lại, chúng ta ghi lại, thì về sau này chúng ta sẽ dễ nhớ, dễ nhận ra hơn. Thì cái pháp bản thể của tứ niệm xứ đó là thuộc tánh niệm hay là tâm sở niệm. Nhưng mà từ cái niệm của vĩ mô mà chúng ta hiểu cái niệm được phát triển thành chánh niệm, và trong bốn pháp niệm đó, thì là một cái sự tôi luyện mà chúng ta phải biết làm thế nào để từ cái niệm bình thường, cái tâm sở niệm bình thường của tâm tịnh hảo để trở thành chánh niệm, và làm thế nào trong cái chánh niệm đó mà chúng ta có cái phương thức để ghi nhận đối với tâm, đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với... Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói về sự khác biệt giữa vĩ mô và cách nói đại loại. Chúng ta nói về thắng pháp tạng và kinh tạng, và chúng ta nói về pháp học và pháp hành. Đồng thời chúng ta cũng nói về lý thuyết và sự ứng dụng thực tế. Do đó đề tài này tuy rằng chỉ có bốn pháp thôi, nhưng mà có rất nhiều điểm, rất nhiều khía cạnh cần được soi sáng. Chúng tôi không biết là thượng tọa Từ Siêu có vào room kịp hay không, thì quý vị quan hệ đọc cho bài học, và nếu trong trường hợp thượng tọa Từ Siêu không vào kịp thì chúng tôi sẽ cố gắng để thay lời cho đến khi thượng tọa Từ Siêu vào. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, tại dẫn nhập cái bài học hôm nay thì con xin được đọc phần chánh văn bài 47 tốt yếu giác phần Bồ Thị Bất Khi Dạ Sằng Gá. Tứ niệm xứ. Một, tứ niệm xứ, danh từ Satipatthana nghĩa là niệm có cơ sở. Một chánh niệm hoàn thiện, một cách chánh niệm để phát triển minh sát Vipassana có bốn niệm xứ. Một, thân quán niệm xứ, Kayanupassana Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng sắc thân. Kaya là sắc quẩn, ghi nhận sự hiện hữu của sắc quẩn như hơi thở, đại quan nghi, tiểu quan nghi, thể trược, bốn nguyên tố, tử thi, quán niệm thân. Để thấy tính chất tịnh của thân này. Hai, thọ quán niệm xứ. Vedana Nupassana Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng cảm thọ. Vedana tức là thọ quẩn, ghi nhận sự sanh khởi của thọ quẩn.
đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là thọ liên hệ vật chất, đây là thọ không liên hệ vật chất. Niệm cảm thọ để thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã của thọ quẩn. 3. Tâm quán niệm xứ Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng tâm sanh. Thứ 3 đó, ghi nhận sự sanh khởi của thức quẩn. Như tâm có tham, biết đây là tâm có tham. Tâm không tham, biết đây là tâm không tham. Tâm có sân, biết đây là tâm có sân, vân vân. Quán niệm tâm để thấy rõ tính chất vô thường, khổ, vô ngã của thức quẩn, bao gồm cả bốn danh quẩn vì là tâm sanh. 4. Phát quán niệm xứ Dhammanuvassana Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng pháp thực tính Dhamma. Pháp trong pháp quán thường được cho là tưởng quẩn Sanya và hành quẩn Sankhara. Là sắc quẩn, thọ quán là thọ quẩn, tâm quán là thức quẩn, tổng cộng là năm quẩn quá rõ. Tuy nhiên, nếu xét theo kinh niệm xứ thì pháp quán niệm xứ còn nhiều hơn tưởng quẩn và hành quẩn. Trong kinh niệm xứ, pháp quán được Đức Phật dạy là quán niệm năm triền cái, năm thủ quẩn, 12 xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế. Như vậy, sự quán niệm danh sắc hay bất kỳ pháp thực tính nào thuộc năm đề tài trên đều gọi là pháp quán niệm xứ. Quán niệm pháp để thấy rõ tam tướng không phải chỉ tỏ ngộ tính vô ngã như thường được nói bởi vài vị tiền bối. Niệm sở dĩ có bốn niệm xứ vì để từ bỏ bốn kiến điên đảo. Quý bà là Sariti là chấp thường, lạc, ngã, tịnh. Điều này cần phải xác lại. Chi pháp của bốn niệm xứ là tâm sở niệm trong tâm đại thiện khi tu tập thiền quán. Điều đã nói và điều sắp nói bài đã học bài 46 toát yếu hỗn hợp Vissakasangaha, cửu lực, tứ trưởng và tứ thực. Bài học tiếp theo bài 48 toát yếu giác phần Bodhipakkhisangaha, Bodhipakkhisangaha, tứ chánh cần. Trên phần bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thượng tại Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Anh Thầm Phụ Bất Thầy chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, mấy hôm nay sức khỏe của chúng tôi nó không được tốt, huyết áp cao, lại bồ tẩn nó hành cho nên lúc nào cũng mệt. Buổi tối chúng tôi phải thường vắng mặt, hôm nay chúng ta học tiếp tục đi trong đảm giác tất yếu đối với tứ niệm xứ. Thực ra thì ở Trung Bộ mà trước đây chúng ta có học đó, thì chúng ta đã học bài kinh tứ niệm xứ rồi. Còn ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp thì chúng ta lại nêu lên cái đề tài cái điều pháp và chỉ pháp thôi cũng đủ.
Sắp tới đây ở trong Tương Ưng Bụt Kinh thì chúng ta cũng có học về 37 pháp trợ bồ đề. Hôm trước thì chúng tôi lại ngẫu hứng chúng tôi cho học mỗi ngày mỗi một đề, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy không còn cần thiết, chúng ta học gom nó lại cho nó mau. Phân bài ra chúng tôi cho học tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, bốn rồi ngũ quyền ngũ lực, học một bài thất chi chi bát chánh đạo, học một bài. Thì như vậy trong toát yếu đẳng giác hay toát yếu bồ đề phần nha, thì chúng ta học qua ba bài xong. Thì giảng giải lâu lắm thưa quý vị. Với lại trong room chúng ta bây giờ cũng ít cái vị giảng sư để mà các vị thảo luận. Nếu mà hôm nào học bài nhiều, chúng tôi giảng gần hết giờ thì chúng ta đi nghỉ được. Còn nếu như giảng một bài để chúng tôi thảo luận nữa thì như vậy chúng tôi mệt quá. Đã tiếp tục giảng cho hết cái phần tứ niệm xứ. Nhưng nếu mà thời gian vẫn còn thì chúng tôi giảng qua tứ chánh cần luôn. Bởi vì những cái pháp này cũng dễ, không phải là khó. Tứ niệm xứ vừa rồi chúng ta học về thân quán niệm xứ. Thì ở đây chúng ta có những cái đề tài ở trong thân quán niệm xứ như là niệm hơi thở, niệm đại quy nghi, tiểu quy nghi, niệm thể trược, niệm bốn nguyên tố, niệm tưởng thi. Nói chung tức là thân quán niệm xứ ở đây là lấy sắc quẩn, lấy sắc quẩn làm gốc. Để quán thấy cái tính chất vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh của thân này. Còn nói về thọ quán niệm xứ, Vedana Nupassana Satipatthana, là niệm đặt trên cái điểm mục là sự sanh khởi của thọ quẩn. Thứ hai này thì xem ra nó dễ cho vị hành giả tu tập, bởi vì
đối với các cái đề tài khác như là thông qua niệm xứ hay là pháp qua niệm xứ, chúng ta phải cái sắc đó nó đang sanh hay tâm nó đang sanh, và nhận thức được những cái thần phần chi pháp của pháp, của pháp quán, là ngũ quấn. Thì như vậy chúng ta phải động não nhiều. Còn khi mà thọ quán niệm xứ thì chúng ta chỉ cần ngồi để ý nó thuộc về tâm hay là thuộc về thân, ở đây chúng ta ghi nhận năm thọ. Thọ khổ, thọ lạc thuộc về thân, thuộc về thân thức, hay là thuộc về thân thọ, gọi là kaya ka. Còn thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả thì nó thuộc về cảm thọ của tâm, của danh quẩn. Nó cũng thuộc về, chúng ta gọi là chê tác sika quê đề na. Cái chữ chê tác sika ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm, nó trùng với chữ chê tác sika là tâm sở. Mà chữ chê tác ở đây nó thay thế cho chữ chích tác. Hãy ở phía trước có chữ cài giá thì ở phía sau đó cảm thọ nào mà thuộc về chính tác, cảm thọ đó gọi là tâm thọ, thân thọ và tâm thọ. Thì do đó khi mà chúng ta cái chữ cài giá không, chúng ta để chữ cài giá Vedana thì không được, và chúng ta phải nói là chê, gọi là ca dí cá, người đề na chữ ý cá, nó phối hợp với cái hậu tố đó, đó. Nó khi mà nó ghép với từ dương danh từ khác ấy, thì nó có ý nghĩa là thuộc về cảm thọ mà thuộc về thân, rồi ca dí cá. Còn chữ nếu chữ chích tá là danh từ bình thường do đó chữ chê tá là một cái danh từ dị biệt ngữ, nó thuộc loại danh từ đặc biệt mà số nó chỉ là một số trường hợp thôi, một số danh từ thôi, như chữ manh á đi chung với nhóm chữ manh á, tê chá, a pá, hoa giá, v.v. Thì chữ chia tá trong trường hợp này khi mà nó phối hợp với chữ ý cá đó, chữ s với chữ sát vào ở trước ở giữa đó, cho nên chia tá thay vì chia tí cá, chúng ta nói chia tí cá thì được, nhưng mà chia tá thì không thể chia tí cá mà phải là chia tá xì cá. Vedana, Chetasika Vedana thì ở đây có nghĩa là cảm thọ thuộc về tâm. Thì như vậy khi mà hành thọ quán
niệm xứ, thì vị hành giả cần chú ý cảm thọ đang sanh là khổ hay là lạc, hay là hỷ ưu xả. Còn nếu mà ở trong kinh tứ niệm xứ thì phân ra năm như vậy, nhưng nếu mà chúng ta tóm tắt thì nhảy khổ thân với khổ tâm chúng ta gom lại thành dukkha vedana, tức là đây là khổ, còn lạc thân với lạc tâm thì chúng ta gom nó thành thọ lạc, và thọ xá thì chúng ta kể là thọ phi khổ vi lạc. Cho nên thì chúng ta ghi nhận như vậy cũng được, hoặc là chúng ta ghi nhận theo cách nhân khác. Khi nói đến thọ khổ thì thọ khổ nó liên hệ vật chất gọi là samisa, dukkha vedana, hay là thọ không liên hệ vật chất anavisa, dukkha vedana. Thọ lạc cũng liên hệ vật chất, không liên hệ vật chất. Thọ xả cũng liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất. Vị hành giả khi mà ghi nhận như vậy thì nó tinh tế hơn, nhìn tinh tế hơn chút, chứ không chỉ đơn giản là thọ khổ sanh khởi biết là thọ khổ, thọ lạc sanh khởi biết là thọ lạc, thọ phi khổ vì lạc sanh khởi biết là phi khổ vì lạc. Mà tinh tế hơn nữa là mình phải biết cái cảm thọ đó nó liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất. Cái chữ gọi là liên hệ vật chất á, hay không hề liên hệ vật chất, nó có hai nghĩa. Cái vấn đề liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất thì nên liên hệ cảm thọ nào mà do duyên nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc và ý xuất từ các cái cảnh đó, từ năm cảnh đó thì xuất duyên cho thọ, thọ đó gọi là liên hệ vật chất. Còn nếu như ý xuất bất cảnh pháp, mà cảnh pháp đó là thuần danh pháp, danh pháp ở đây tức là chỉ cho tâm, tâm sở, sắc tế, niết bàn, cái đó gọi cảnh pháp, là không phải do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, không phải do nhãn xúc, nhĩ xúc, mà chỉ ý xúc bất cảnh pháp. Xúc do duyên do thọ thì thọ này nó phát sanh, chúng ta gọi là không liên hệ vật chất. Chúng ta lấy cái thí dụ như khi mà chúng ta được thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thấy cảnh sắc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc,
rồi mình khởi lên cái tâm hoan hỷ vui vẻ, chất. Nhưng mà nếu như một người tu tập thiện pháp bố thí trì giới này, hành thiền, người này quan hỷ trong cái thiện pháp mình tu tập đó, thì như vậy hỷ đó nó phát sanh lên, chúng ta gọi hỷ không liên hệ vật chất. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Chúng ta nói cách nôm na cũng giống như lượng bên ngoài, người ta nói hạnh phúc vật chất. Thì khi mà chúng ta cảm thọ mà nó phát sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận tinh tế hơn là cảm thọ đó nó có liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất. Và ở đây cái mục đích mà chúng ta tu quán quán niệm để cũng để thấy cái lý vô thường khổ đau vô ngã, thấy vô thường khổ đau vô ngã đối với cảm thọ. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ ở đây là chánh niệm khi tâm đang sanh. Nói là đang sanh nhưng thật sự ra nó vừa sanh khởi. Bởi vì tâm đang sanh thì không thể có cái tâm chánh niệm khác, cái tâm thiện khác. Nó sanh lên một loạt thứ, vì tâm không bao giờ có hai thứ sanh vào một lúc, mà phải có cái tâm trước tâm sau. Nhưng mà người ta nói hiện tại gần hay hiện tại xa gì đó, thì ở trong kinh Đại Niệm Xứ mô tả khi mà nói đến cái tâm có tham, tâm không tham, phải biết rõ đây là tâm có tham đang sanh hay tâm không tham đang sanh, chỉ cho một trong tám tâm tham có nhân tham tương ưng. Còn ngoài tâm tham đó, những cái tâm khác sanh khởi thì chúng ta ghi nhận là tâm không tham. Tâm có sân hoặc tâm không sân sanh khởi, ghi nhận biết rõ. Tâm có si và tâm không si, biết rõ. Cái tâm năng động hay tâm thụ động sanh khởi, biết rõ. Vào room thì tâm chúng ta năng động, nhưng lúc này thì đi vào room cái tâm thụ động. Luôn luôn chúng ta phải ghi nhận cái chỗ đó, phải ghi nhận, phải biết rõ.
Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích là cái tâm thụ động là một cái tâm hung trầm, giả dưỡi. Còn tâm không bị hung trầm giả dưỡi gọi là tâm năng động. Rồi tâm tán loạn đi chỉ cho tâm phóng dật, tâm tương ứng phóng dật. Còn tâm định tĩnh là tâm không tương ứng phóng dật. Như vậy thì bất cứ trạng thái tâm này sinh khởi, vị hành giả cũng đều ghi nhận biết tâm đó đang sanh. Nhưng mà thường thì khi mà chúng ta còn là phàm phu, là một vị hành giả phàm phu tu tập, thì chúng ta tức là chúng ta ghi nhận tâm sân, nó có sân ở, có tham hay không tham, có sân hay không sân, có si hay không si, tâm bị hung trầm hay tâm định tĩnh, tâm bị phóng dật hay tâm hung trầm hay là tâm tinh cần, chúng ta chỉ ghi nhận về tâm phóng dật hay tâm định tĩnh, chúng ta ghi nhận về như cái tâm nào nó thuộc về hy thiểu, tâm thượng nào thuộc đáo đại, nhưng biết rõ mấy cái đó thì nó cao lắm thưa quý vị, nó cao lắm. Và cái điều này ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích rõ lắm. Nên ở đây chứ, chúng ta chỉ nhớ biết một điều lấy chánh niệm làm công cụ, nhưng mà cái cứu cánh của thiền quán tư nguyện xứ là lấy trí tuệ làm cứu cánh. Phải làm sao khởi sanh lên trí tuệ để mà thấu rõ, dầu cho sắc quẩn hay thọ quẩn hay tưởng quẩn, sắc thọ tưởng hành thức nó sanh khởi đều thấy rõ cái đặc tính là vô thường khổ và vô ngã, chỉ thấy vậy thôi. Ở đây khi mà chúng ta tu tập thì đối với cái đề tài nào, cái đề mục nào mà nó nổi cộm, nó nổi bật hơn, thì chúng ta ghi nhận chánh niệm những cái đó. Thì bắt đầu bằng hơi thở, cái đó là thân có niệm xứ. Nhưng mà đang trong lúc hành thân có niệm xứ như vậy, niệm hơi thở như vậy, bất chợt có mũi đốt tai chúng ta, chúng ta nghe nhói đau cái, thì cái đó nó nổi bật lên, chúng ta phải ghi nhận đây là cảm thọ. Rồi chúng ta trở lại cái đề mục hơi thở của mình bình thường. Chúng ta đừng có bỏ qua cái là chúng ta hành cái đề mục hơi thở thân quá niệm xứ chẳng hạn, ngay trong lúc đó
cái tâm nó bị buồn ngủ, lúc đó chúng ta bị buồn ngủ, liền khi đó chúng ta phải chánh niệm. Đây là cái tâm mà nó co rút, tâm nó thụ động. Còn hoặc khi chúng ta cũng đang niệm về thân quán niệm xứ hơi thở, nhưng mà lúc đó cái tâm bất chợt nó phóng đi chuyện khác. Một hồi như vậy, ngay trong lúc đó thì mình phải chánh niệm để biết kéo tâm lại. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta nhớ là nó khác hơn hành thiền chỉ. Thiền chỉ thì chúng ta phải trân mình, chúng ta chịu để mà chúng ta đừng cho nó bị gián đoạn các đề mục mình, đề mục mà mình đang tu tập, như là biến xứ đất đang chú tâm để niệm, thân có cảm thọ như thế nào thì cũng phải kham dẫn để chúng ta cứ là niệm đất thôi mà. Cho nên thiền chỉ bắt buộc phải kiên trì, bởi vì lấy định làm cứu cánh. Còn thiền quán thì lấy tuệ làm cứu cánh, do đó cho nên hễ cái gì nó nổi bật thì mình cứ ghi nhận cái đó, và mình quán thấy cái đó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau đó, sau khi mình nó tạm cảm thọ, nó biến mất đi, chúng ta quay trở lại với hơi thở. Các vị đừng nghĩ rằng là làm như vậy bị phóng dật. Chúng ta nói được cái đó mà chúng ta không chịu suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ niệm đại quy nghi, tức là đi đứng nằm ngồi. Quý vị đi, quý vị có bao giờ quý vị bị chỉ chú ý cái chân phải đâu? Chú ý cả cảm xúc bên tay phải và cảm xúc tay trái, cái chân trái. Hễ khi mà chân phải dở lên bước và chạm mặt đất, chúng ta phải ghi nhận. Rồi cái tới chân trái dở lên bước tới rồi chạm mặt đất, chúng ta phải ghi nhận. Thì như vậy khi mà chúng ta ghi nhận về đại quy nghi hay tiểu quy nghi thì chúng ta cũng nhớ rằng cái tâm không có an trú vào một chỗ, mà nó phải gắn liền với cái gì đang sanh, đang diệt, gắn liền cái gì đang sanh, đang diệt. Thì do đó cho quý vị đừng có ngần ngại là khi mà đang ngồi yên hành thiền, mình niệm hơi thở, mũi cắm ở trên vai, trên cổ, mà không dám niệm, sợ nó bỏ mất cái đề mục hơi thở. Nhưng không phải, chúng ta phải ghi nhận ngay chỗ đó, chừng nào cho hết cảm thọ đó rồi, nó tan biến cảm thọ, chúng ta mới trở lại cái hơi thở của chúng ta. Cái đó là cái đề mục chính. Còn những cái khác mà nó đang phụ hợ thì chúng ta cũng phải ghi nhận luôn chứ. Chúng ta phải ghi nhận. Ví như một người mà không phải chỉ có người giàu đi vào mới ghi nhận, rồi người nghèo đi ăn xin nó bước vô cũng không có chịu ghi nhận, không được. Giàu nghèo, người sang người hèn, hay là
người quan quyền hoặc là thường dân. Nhân vật nào đi vào chúng ta cũng phải ghi nhận, phải biết rõ hết. Chúng ta không bỏ sót, không bỏ sót cái gì nó đang sanh đang diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái tính vô thường nó liên tục. Khi mà chúng ta thấy được cái tánh vô thường nó khởi lên liên tục, nó diễn biến liên tục, thì chúng ta mới thấy được cái cuộc sống này đang bị cái sự áp bức. Chúng ta mới ghi nhận được cái thọ, ghi nhận được khổ, cái tính chất khổ. Rồi hãy ghi nhận được cái tính chất khổ thì chúng ta mới ghi nhận được cái tính chất vô ngã. Thật ra thì khi mà dạy về thắng pháp á, thì mấy cái chỗ này chúng tôi bày chi tiết mình chi nó sẽ bị lạc đề đi, bởi vì đây đâu phải là cái lớp mà giảng về kinh tạng hay là giảng về pháp hành hướng dẫn cho tu tập đâu. Nhưng mà tại vì bài vở của chúng ta lỡ đăng lên ngắn quá cho nên phải nói thêm cho nó đủ giờ vậy thôi. Rồi tiếp tục thưa quý vị, cái cuối cùng cũng là chánh niệm thôi, cũng là niệm tâm sở thôi. Nhưng mà pháp quán niệm xứ ở đây chúng ta lại có những cái đề tài. Như là chúng ta quán niệm về năm triền cái Nivarana, rồi quán niệm về năm quẩn, bảy giác chi, bốn thanh đế. Như vậy chúng ta có tất cả là năm đề tài trong pháp quán niệm xứ. Bởi vậy khi mà nói rằng là thân quán niệm xứ là lấy sắc quẩn làm đề mục, nghe thì cũng tạm ổn á. Rồi nói thọ quán niệm xứ lấy thọ quẩn làm đề mục thì cũng được. Rồi tâm quán niệm xứ lấy thức đến khi nói đến, nói về pháp quán niệm xứ thì cho rằng là lấy thọ quẩn, lấy tưởng quẩn, hành quẩn làm đề mục thì nói nghe cho nó trọn. Nhưng thực ra nó thiếu thưa quý vị, là bởi vì ở đây cho rằng năm triền cái là hành quẩn phải, vì dục cái là sở tham, sân độc cái là sở sân, là hôn trầm thị miên là hai tâm sở hôn phần. Rồi trạo hối cái đó là chúng ta nói về trạo cử và hối hận là hai cái tâm sở bất thiện. Một cái thuộc về
si phần, còn còn hối thì nó thuộc về sân phần. Rồi nói đến năm thu quẩn thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng nếu là năm thu quẩn thì trong đó có sắc quẩn. Sắc quẩn nó đâu có thuộc về tưởng quẩn và hành quẩn đâu, nó thuộc về sắc mà. Rồi 12 xứ, trong đó nhãn xứ, địa vị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nó thuộc về sắc, thuộc về sắc chứ đâu đâu phải thuộc về danh. Vâng vâng. Thì như vậy rõ ràng là pháp quán niệm xứ ở đây là chúng ta lấy ngũ quẩn nói chung, nói chung làm cái đề tài pháp quán niệm xứ. Bởi vì khi đề cập đến tứ đế thì quý vị thấy là đủ, đủ năm quẩn, ngũ thủ quẩn cũng đủ năm quẩn rồi. Chỉ có triền cái và giác chi thì thuộc về danh quẩn, thuộc về hành quẩn thôi. Còn năm pháp quán niệm xứ mà thuộc về năm thủ quẩn hay 12 xứ tứ đế thì nó đều gồm cả năm quẩn. Vậy các cái đề tài này chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta muốn quán đó, muốn quán xét cái đó là chúng ta phải là người có cái cơ tánh trí, tác có niệm xứ phải người cơ tánh trí, gọi là vô thí chờ đại tác. Mình mới có thể ghi nhận được triền cái là gì, thủ quẩn là gì, mà hai xứ là gì, thất giác chi là gì. Chứ còn nếu như mà chúng ta không hiểu gì về triền cái, thủ quẩn và hai xứ, bảy giác chi, bốn diệu đế thì làm sao mà chúng ta có thể quán niệm được. Thì ở đây đó, chúng ta sẽ hỏi rằng là khi mà thân quán niệm xứ hay thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ là chánh niệm đối với hơi thở ra, hơi thở vào, vân vân, hay là chánh niệm với cảm thọ nó đang sanh, đang diệt, hay là chánh niệm với tâm đang sanh, đang diệt thì được. Nhưng mà pháp niệm xứ chúng ta niệm như thế nào đây? Thì ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh đại niệm xứ Đức Phật này cũng có, trước hết mình phải suy xét như tâm thiệt cái thì phải suy xét dục dục cái là trạng thái như thế nào. Sân động cái trạng thái như thế nào, hôn thì cái trạng thái như thế nào, trạo hô cái trạng thái như thế nào, quầy nghi cái trạng thái như thế nào, rồi qua tức là nó có đã
từng sanh hay không, và trong tương lai nó có còn sẽ sanh hay không, hãy suy xét cái vô đó. Chứ không phải chỉ đơn giản là ngồi đó chúng ta ôn bài thế nào là dục dục cái, thế nào sân độc cái, vân vân. Không phải chúng ta ôn bài tới nhiêu đó đâu, mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ, chánh niệm và tỉnh giác để chúng ta trên cái đó nó phát sinh như thế nào. Thì đó là chúng ta nói về tứ niệm xứ. Ở đây cũng nói thêm như quý vị biết là các cái đề tài tu tập đó, gọi là nghiệp xứ Kamathana, Kamathana nó có hai, Samatha Kamathana tức là chỉ, nghiệp xứ là cái đề mục của thiền chỉ. Nó gần có 40 đề mục. Nhưng mà thứ hai là chúng ta nói Vipassana Kamathana là quán nghiệp xứ. Hay là tứ niệm xứ ở đây nó thuộc về đề mục của thiền quán. Nhưng mà cái đó nói cũng chưa đủ lực tại diện thế này. Nếu mà thiền quán mà chỉ lấy chánh niệm không thì chưa được gọi là thiền quán đâu. Mặc dù gọi là niệm xứ, là chỉ lấy ở cái giai đoạn gọi là thân thọ tâm pháp, đó là cái cứ điểm hay là một cái đề tài để đặt niệm. Nhưng mà bên cạnh của niệm đó thì phải có cái tuệ sinh khởi để ghi nhận. Ở đây trong thiền quán chủ yếu ở chỗ là dầu cho niệm thân thọ tâm pháp, nhưng mà cái quan trọng là làm sao thấy được cái ba cái tướng rồi tilakkhana, tức là thấy vô thường khổ và vô ngã, thấy vô thường khổ vô ngã. Dầu cho niệm cái gì đi nữa, thấy cái gì biết cái gì cũng là nhận thức được vô thường khổ vô ngã. Cứ lấy, cho nên mỗi một cái phương diện thiền chỉ nó có cái khó của công phu thiền chỉ, và thiền quán thì có cái khó của công phu thiền quán. Chứ không có cái nào dễ hết. Cụ Nguyễn Du có nói cái câu nghề chơi cần lắm công phu, chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Huống chi là cái việc tu tập thì còn phải công phu. Thì cứ mỗi người chúng ta đó, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng tâm đã được định rồi, ít có bị phóng dật hay không có bị phóng dật thì thôi, mình bỏ qua cái thiền chỉ, mình chỉ rốt ráo sau khi giữ giới cho nó tâm nó yên lặng, nó không có bị hối, rồi chúng ta qua thiền quán liền.
để chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, và chúng ta nhận thức được vô thường, khổ đau, vô ngã đối với thân ngũ uẩn này được. Đức Phật khẳng định rằng nếu những ngài phương pháp và kiên trì liên tục thì nội trong vòng 7 năm vị đó sẽ chứng một trong hai quả là A Na Hàm và A La Hán. Như rồi Đức Phật nói thêm là không đợi gì đến 7 năm mà chỉ trong 6 năm cũng có thể đạt đến hai quả A Na Hàm và A La Hán rồi. Không nói gì là 6 năm, chỉ cần 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, rồi 1 tháng, rồi nửa tháng, là trong vòng 1 ngày thì người đã chứng được một trong hai quả A Na Hàm và A La Hán. Khi mà chúng ta nghe nói như vậy đó, chúng ta đừng nghĩ rằng đó chỉ là nói cho con nói. Vì chính đẳng giác không bao giờ nói chơi, không bao giờ ngài nói một điều rỗng không vô ích. Mà ngài nói như vậy có nghĩa là ngài biết rõ, nếu mà thực hành rốt ráo có trí, tức là một người mà tục sinh bằng cái tăng hợp trí, khi mà họ tu tập giới và tu tập tuệ, tu tâm và tuệ với sự nhiệt tâm và cái trí tuệ thận trọng, thì người đó sẽ thoát trì, tức là sẽ đạt được cái sự giải thoát. Thì do đó cái đề tài tứ niệm xứ ở trong 7 cái đề tài của Toát Yếu Giác Phần hôm nay chúng ta học, thì chúng ta chỉ học bấy nhiêu thôi. Nhưng mà quý vị nhớ về cái chi pháp á, thì tứ niệm xứ nó chỉ có một chi pháp á, tức là niệm tâm sở ở trong cái tâm thiện thôi. Ở trong thắng pháp tập cái luận này nè, khi mà các ngài đề cập đến chi pháp niệm tâm sở trong chánh niệm, cái tâm thiền và cái tâm siêu thế, nhưng mà chúng tôi thì không có, mặc dù biết rằng cái tâm sở niệm thì có mặt đủ hết đó, đừng nói chi là cái tâm động lực thiền hay là tâm động lực đâu, tâm động lực siêu thế, mà sở hữu niệm nó có mặt luôn trong cả các cái tâm quả tình hảo hiệp thế, như là cái tâm đại quả hay là tâm quả dục giới, ở tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới nữa. Nhưng mà tâm niệm ở trong cái tâm quả đó nó làm cái gì, nó không có được cái gì cả, nó không phải là niệm xứ đâu. Bởi để đưa đến sự giải thoát, mà bây giờ nếu nói cái niệm xứ ở đây là tâm sở niệm ở trong cái tâm đạo, tâm quả sự thế nữa, thì là sao được? Không lẽ đến khi mà chức đắc A La Hán, đạo A La Hán quả rồi mà vẫn còn thực hành tứ niệm xứ? Cho nên ở đây về chi pháp á, thì mình đồng ý là tâm sở niệm phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo, bởi vì niệm sa tí chê tê sức á ở đây nó là tịnh hảo biến hành. Cho nên rằng là
niệm ở trong cái niệm xứ hay là ở trong vipassana phawana là tu tập về thiền quán đó, thì niệm đó phải là niệm ở trong cái tâm đại thiện, tức là trong tâm thiền dục giới. Chúng ta cứ nhớ vậy thì các ngài ghi là ghi một cái đầy đủ, ghi bao trùm ở trong cái này thì cũng trúng cái kia, nhưng mà đều khi mà chúng ta học chúng ta suy xét rồi còn dài dài ở đây đó. Tư chân cần tư nhị túc vũ quyền vũ lực thất giới chi bất chánh đạo chúng ta sẽ gặp tới nữa, thì lúc đó đó. Nhưng mà chắc có lẽ là cái này chỉ nói thôi, bởi vì khi mà chúng ta soạn tất yếu A Tỳ Đàm đó thì ngay trong chỗ này chúng ta đã lược ra rồi, chúng tôi đã trình bày lược ra, không có lấy một cách phổ trùm như ở trong thắng pháp tập với lượng của các ngài đã ghi. Cho nên quý vị học thì quý vị đỡ phải mệt mỏi cái chỗ đó. Thì ở đây thúc cái bài giảng về tứ niệm xứ. Bây giờ thì xin thời gian còn lại xin Thượng tọa Tiểu Quyền, Thượng tọa Pháp Tân Quang Hỷ dưới sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng thảo luận dùng cho cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Xin thân thưa tòa thầy siêu đi nghỉ. Thưa Phật tử, nhưng hôm nay chúng ta tiếp tục học về tứ niệm xứ. Chúng tôi muốn một lần nữa trở lại về tổng quan của 37 phẩm trợ đạo hay 37 pháp thuộc về giác Phật. Lẽ ra thì chúng tôi nói điều này trong tuần rồi, nhưng mà tuần rồi thì lại nói về tứ niệm xứ. Khi mà chúng liên hệ giữa 37 pháp này đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác hơn, và chúng ta thấy lợi lạc hơn khi mà nói về tứ niệm xứ, cũng như là khi mà học về giác Phật ở trong thắng pháp. Thứ nhất thì cái nhìn lệch lạc mà chúng ta thường có đó là chúng ta nghĩ rằng 37 pháp trợ bồ đề này á, là 37 cái đề tài hay là ba pháp môn riêng biệt tu tứ niệm xứ riêng, tu tứ nhị ý túc riêng, tu ngũ quyền riêng, tu ngũ lực riêng, tu thất giác chi riêng, tu bát chánh đạo riêng. Thân tình thì nếu mà chúng ta hiểu những pháp này là hữu pháp riêng lẻ đó thì là chúng ta hiểu không có chính xác đâu. Chúng tôi muốn nói quý vị nghe một điểm sai lầm, mà điểm sai lầm này nó bắt nguồn từ một cái tác phẩm đánh máy mà chưa bây giờ phổ biến hết, mà đã được lưu truyền bởi Chư Tăng bên Nam Tông đó. Là ngày xưa bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện đó, là con của ông Đốc Hiểu đó, có sưu tập một số những cái ý kiến về tu tứ niệm xứ thành bản đánh máy và được truyền tai và được lưu hành rộng rãi của Chư Tăng. Và trong cái bản đánh máy này đó, nó lại có những cái ý kiến về pháp hành. Mà về sau này chúng tôi đi ra nước ngoài, chúng tôi hỏi thì chúng tôi mới biết là đó không phải là những gì được ghi trong kinh điển, mà là do ý kiến cá nhân thôi. Thí dụ như là về đề tài mà Thượng tọa Từ Siêu vừa đề cập khi nãy đó,
quý vị nghe đó là nói rằng niệm thân là để là quán thân, niệm thọ là quán về thọ quẩn, niệm tâm là quán thức quẩn, bởi quẩn, cái đó hoàn toàn là sai. Dạ, thật ra cái niệm pháp đó không phải là niệm về thọ quẩn, thức quẩn. Niệm pháp như chúng tôi nhắc từng rồi đó, là dùng những cái đề tài của pháp như là năm thiền cái, năm thủ quẩn, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tứ đế, vân vân, mà chúng ta quán những cái pháp đó trong đời sống hiện tại của chúng ta. Và khi chúng ta quán về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ hay năm thủ quẩn, năm thiền cái, thì chúng ta quán cả sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, chứ không phải quán riêng. Thành ra cái quan niệm mà nói rằng quán thân là quán về sắc quẩn, quán thọ là quán thọ quẩn là rất là sai. Quý vị đừng để ý chuyện đó. Và cũng như người ta nói là quán thân là vô thường, quán tâm là khổ não, quán pháp vô ngã, cái đó cũng là sai. Và có một điều tệ hại hơn nữa đó, là một số các vị cho rằng mình quán thân đó là dành cho những người ít trí tuệ và kém về lý luận. Niệm thọ là cái vị mà ít trí tuệ mà ưa lý luận. Niệm tâm là những vị mà có trí tuệ mà ít thích lý luận. Và niệm pháp là vị có cái trí tuệ và giỏi về lý luận. Cái đó nó cũng từ cái quyển Rodeo được cái của bác sĩ Quân Trạch Thiện in và ra. Cái đó cũng là một điều rất là sai. Là tại vì sao? Tại vì khi mà những người đưa ra những điểm đó đó, thì các vị quên một điều rằng ở trong niệm thân là có niệm hơi thở. Mà nếu mà các vị nói là niệm thân là dành cho những người là ít có trí tuệ và kém về lý luận đó, thì các vị phủ nhận cái giá trị của niệm hơi thở. Và chúng tôi không có thấy trong chánh đạn ở đoạn nào ghi điểm đó hết. Thành ra về những điểm này đó, khi mà quý vị đi học thiền, quý vị phải cẩn thận lắm. Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay nhiều Phật tử đi học thiền, và đặc biệt là hễ cái gì ở các trường thiền dạy đều đúng, hay là cái gì bên Miến Điện đúng hết, chúng ta phải, bởi vì Đức Phật kề dạy rằng phải so sánh lời với kinh với luật, và những điều mà chúng tôi nói đó nó phát xuất từ Miến Điện mà ra, chứ không phải là lời kinh. Thật ra Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài dặn là sau khi Như Lai tịch diệt đó, khi mà mình nghe một điều gì ai nói, thì dù người đó là một vị thầy đáng kính hay là tính đi nữa, thì mình cũng phải đặt lại, mình phải hỏi lại vấn đề. Bây giờ chúng tôi nói về cái sự liên hệ giữa các đề tài như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn ngũ lực v.v. Thì thưa quý vị, trước nhất là chúng ta hiểu rằng không phải là chúng ta tu riêng tứ niệm xứ riêng, hay là chúng ta tu thân giác chi riêng hay bát chánh đạo riêng, không phải. Hiểu như vậy là hiểu sai luôn. Khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ thì cái niệm đó cũng có thể gọi là niệm giác chi, cái niệm đó cũng là niệm lực, niệm đó cũng gọi là chánh niệm ở trong bát chánh đạo, niệm giác chi ở trong thất giác chi, niệm lực, niệm là ở trong ngũ lực. Nhưng mà tại sao phân chia riêng? Thì bây giờ đó là khi mà mình nói về chánh niệm, mà chánh niệm của người mới tu tập chánh niệm đó, thì không có quán vô thường, khổ não, vô ngã nha quý vị. Quý vị nghe như vậy biết, quý vị rất là thấy kỳ phải không? Tại vì mình nói thiền quán tức là mình tìm thấy vô thường, khổ não, bất tịnh, vô ngã không? Cái công việc của niệm không phải là quán. Quý vị đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ không phải niệm quán. Niệm á, là sự ghi nhận ban đầu. Từ sự ghi nhận ban đầu á, thì nó mới dẫn đến một giai đoạn thứ hai là cái khả năng tinh tế phân biệt. Tức là theo thất giác chi á, thì nói là niệm giác chi, thì mới dẫn đến trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi mới là sự phân biệt. Rồi từ trạch pháp giác chi mới dẫn đến những pháp khác nữa. Dạ, chúng ta nhớ điều này. Cũng như trong bát chánh đạo á, cái chánh niệm á, chỉ là làm cái vai trò ghi nhận. Còn cái hiểu biết về vô thường, khổ não, vô ngã nó thuộc về chánh kiến. Dạ, mấy cái chuyện đó là cái mà chúng ta phải để ý. Hay là trong ngũ căn ngũ lực á, cái mà thấy được vô thường, khổ não, vô ngã nó thuộc về tuệ căn tuệ lực, chứ không phải thuộc về chánh niệm. Như vậy chánh niệm là gì? Chánh niệm là khả năng ghi nhận. Nó chỉ có ba cái điểm, ba cái trọng điểm của sự ghi nhận của chánh niệm mà chúng ta phải biết. Đó là mình phải ghi nhận cho đủ nhanh, cho đủ rõ,
và cho đủ chính xác. Dạ, xin lỗi quý vị, nó có ba cái khía cạnh là ghi nhận liền, ghi nhận kịp và ghi nhận rõ. Ghi nhận liền là tại sao? Cái chuyện đó nó vừa mới xảy ra mà chúng ta để ngày hôm sau mà chúng ta mới nhớ là ồ, lúc đó mình nghĩ như vậy, cái đó không phải là ghi nhận liền. Dạ, tại vì sao vậy? Tại vì cái yếu tố trách nhiệm đó là cái gì gọi là vừa xảy ra, mới xảy ra, đang xảy ra, mình ghi nhận thì nó mới có giá trị. Còn cái chuyện mà sau này mình nhớ lại nó mất thời gian tính rồi. Thì quý vị nhớ như vậy là khi mà đặc biệt nói về chánh niệm đó, thì điểm đầu tiên nhớ là cái khả năng ghi nhận là phải ghi nhận liền. Không, là một lúc đó nó có rất nhiều chuyện xảy ra. Và một lúc có rất nhiều chuyện xảy ra lắm ở trong đời sống chúng ta. Quý vị nhìn thấy ở bên ngoài như bây giờ chúng tôi nói rằng nếu mà mình ghi nhận cái gì đang xảy ra, mình cảm tưởng như ở ngoài trời đang nắng, rồi không khí đang lạnh, cái đó chúng ta nghĩ gì không? Khi mà chúng ta ghi nhận về chánh niệm là riêng mà hơi thở ra vào đó, thì cái nhịp điệu nó không đến đổi, nhưng mà đụng tới cảm thọ nó lại chập chờn, lại khó. Mà đụng tới tâm nó còn nhanh hơn, đụng tới pháp nó còn nhanh hơn nữa. Thật ra đôi khi chúng ta không có khả năng bắt kịp những gì đang xảy ra, và hành giả phải ở trong một cái thế hơi thở làm nền tảng, hay là khi đi kinh hành lấy bước chân làm cái hậu cứ của mình. Và từ cái hơi thở làm nền tảng đó, cái gì xảy ra đó chúng ta ghi nhận, ngay lập tức chúng ta trở về với hơi thở, tức là chúng ta không để mất cái chánh niệm, không để điều hộ ly sơn. Thành ra cái người mà tu tập chánh niệm lâu đó, thì người đó sẽ nhìn thực tại nó nhanh hơn là cái người không tu tập cái chánh niệm. Một cái người không tu tập chánh niệm á, thì họ không nhìn thấy cái diễn biến chung quanh. Chúng tôi lấy một ví dụ như là cũng thời đầu tư trong công ăn việc làm, không, trong thị trường cổ phiếu, họ thấy cái sự thay đổi lên xuống nó chậm lắm, từ tháng này qua năm kia, chờ bản báo cáo này báo cáo kia. Nhưng một người họ đủ sự tinh tế, đủ sự bén nhạy rồi đó, thì hơi thở của thị trường, cái nhịp điệu lên xuống thị trường không phải là trong hàng tháng mà hàng tuần, không phải hàng tuần mà hàng ngày, không phải hàng tuần mà hàng ngày mà hàng giờ, mà có thể là 15 phút trước cái giá trị nó khác, 15 phút sau giá trị nó khác. Thành ra khi mà chúng ta tu tập chánh niệm không phải chỉ là ghi nhận liền, mà còn là ghi nhận kịp và kịp thời. Và khi mà chúng ta ghi nhận lâu thì chúng ta có khả năng ghi nhận rõ và ghi nhận rõ hơi thở vô hơi thở ra, là biết hơi thở vô hơi thở ra rồi. Cái đó nó đủ chưa đủ rõ đâu. Hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết hơi thở ra ngắn, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ngắn. Cái đó chúng ta tinh tế hơn. Cái sự tinh tế đó nó là gọi là biết rõ hơn. Thật ra cái sự chú ý về chánh niệm nó không phải là nhấn mạnh ở chỗ là chúng ta phải quán triệt tất cả mọi thứ, mà cái trọng tâm của chánh niệm là có khả năng ghi nhận liền, ghi nhận kịp và ghi nhận rõ. Và khả năng ghi nhận này, như chúng tôi nói quý vị, là giống như là chúng ta ghi chú, hay là chúng ta take note, hay hoặc giả là chú ý của mình vào thực tại và ghi nhận thực tại. Khi mà mình chưa có tu tập tứ niệm xứ thì mình cảm tưởng như là mình đang sống với thế giới này, mình đang cảm nhận trọn vẹn thế giới này. Một người ngồi nghe một bản nhạc, người ăn bữa ăn, nhưng mà thật ra khi mình tu tứ niệm xứ rồi, mình thấy rằng chúng ta đang sống ở trong sự ơ hờ, chúng ta không có bắt kịp với thực tại. Cái thực tại nó đang xảy ra, mình không có bắt kịp. Bởi vì khi một người mà tu tập tứ niệm xứ trong một thời gian mà có thuộc một chút, nhận ra được một cái sự trạng, đó là sự sanh khởi và sự chấm dứt của một trạng thái, một sự kiện, một cái hiện tượng. Và cái hiện tượng đó thường thường được nói một cách rất là kinh điển, gọi là sanh và diệt. Thí dụ như cái cảm thọ khổ sanh ra, mình đang ngồi tự nhiên có tê chân, có đau nhức, và cảm thọ nó biến mất. Một cái tâm
tâm sân sanh ra, cái tâm sân nó biến mất, hơi thở vô hơi thở ra, thì cái gọi là bắt đầu và kết thúc gọi là sự sanh sự diệt đó. Thoạt nghe thì nó dễ thưa quý vị, nhưng mà thật ra với nhau nó không có điều với nhau. Nghĩa là cái sanh diệt của hơi thở ra hơi thở vào, cái bắt đầu và chấm dứt đó, nó rất là chậm so với các cảm thọ, và cái cảm thọ nó lại không có nó không có khó như là cái tâm của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi một hành giả tu tập đó, mà mình mới tu tập về niệm tâm đó, mình chỉ có thể cảm nhận được rằng buổi sáng nay mình thức dậy cái tâm mình nó hơi thụ động, sáng nay cái tâm mình thức dậy tâm mình nó hơi bực bội, tâm hơi khó chịu, sáng nay tâm mình sảng khoái. Cái đó là chúng ta biết một cách tổng quát chung chung của một. Nhưng mà khi mình đã vào mình ngồi rồi đó, ngay cái lúc cái tâm mình đang niệm hơi thở mà mình nghĩ chuyện của nhà bếp, mình nghĩ chuyện này chuyện kia đó, thì lúc đó cái khả năng của chúng ta phải là đủ ghi nhận. Và khi mình ghi nhận xong á, thì mình trở về với hơi thở, và trong lúc đó mình cũng hiểu rằng à, cái tâm cái sự phóng tâm đó nó đã hiện ra và bây giờ nó đã biến mất, thì nó nhanh, nó rất là nhanh. Càng chánh niệm á, thì chúng ta càng thấy rõ được cái sự bắt đầu mới kết thúc, hay là nói theo danh từ kinh điển là sanh và diệt, cái gì nó khởi sự và chấm dứt, khởi sự và chấm dứt. Các vị thiền sư thường dùng một cái hình ảnh mà giống như là mình nhìn một cái khi nào trời mưa xuống mà có một cái nước nó chảy từ mái hiên xuống và nó tạo thành những cái bọt nổi bong bóng á. Nếu mà chúng ta từ xa nhìn thấy một mớ bọt á, thì mình thấy bọt là bọt thôi, nhưng mà chúng ta lại nhìn thật gần thật kỹ, quý vị nào mà thấy cái bọt bong bóng mà nhìn thật kỹ á, thì cái bọt nó không đứng yên quý vị. Cái này á, nó vỡ ra, cái kia nó, cái này nó lại hiện lên vỡ ra, hiện lên vỡ ra, chứ nó không nằm yên một chỗ. Thì cũng vậy, là chúng ta chỉ có thể ghi nhận cái sự bắt đầu và kết thúc sanh và diệt của các pháp. Thì bây giờ chúng ta quá trình mà nó chồng lẫn lên nhau, và đây là một điều rất ư là khó nói và rất ư là khó diễn tả, mà Đức Phật phải dùng đến những cái pháp gọi là những đề tài là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc của căn ngũ lực sắc thiết chi. Bây giờ quý vị hỏi tứ chánh cần là cái gì, thì thưa quý vị, tứ chánh cần á, nó lại trùng lẫn với một cái mà chúng ta trong tứ giác chi mình gọi là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là một cái sự phân biệt, và phân biệt đây là tốt, đây là xấu. Nhưng mà trong cái tứ chánh cần đó, thì trước nhất là mình phải phân biệt là đây là thiện, đây là bất thiện. Rồi trong cái thiện và bất thiện, mình phân biệt cái chưa sanh và cái đã sanh và cái chưa sanh. Và trong cái chưa sanh và đã sanh đó, mình có cái thái độ với nó sanh rồi, thì mình phải diệt gọi là trừ chánh cần. Mà ác pháp mà chưa sanh làm sao đừng sanh gửi, thì cái là thận chánh cần. Mà ác pháp đã sanh rồi, xin lỗi, thiện pháp đã sanh rồi, mình giữ làm sao cho thiện pháp được tiếp tục tồn tại gọi là bảo chánh cần. Mà thiện pháp chưa sanh làm cho sanh gọi là tu chánh cần. Thì cái thận trừ tu bảo này đó, nó là cái kết quả của từ cái niệm mà ra. Đây là một điều rất là khó nói thưa quý vị. Tại vì khi mà chúng ta có khả năng quán sát phân biệt lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ hiểu được mình nên giữ có những thứ mình nên bỏ. Và cái khi nào bắt đầu khả năng phân biệt được trên phương diện giác chi đó, cứ là trạch pháp giác chi. Nhưng mà trên phương diện khác đó, chúng ta gọi là chánh tinh tấn, hay là chúng ta gọi là tứ chánh cần. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hành giả sau một thời gian tu tập chánh niệm á, thì hành giả thấy rằng mình nên bớt dùng điện thoại cầm tay lại. Tại vì mình có cái thói quen là hay vào điện thoại cầm tay check Facebook, coi tin tức, nghe nhạc hay là làm việc này việc kia. Thì hành giả bắt đầu ý thức được rằng à, cái chuyện mà mình dùng cái điện thoại cầm tay nhiều quá, hay là mình nói chuyện phím nhiều, sẽ làm tâm của chúng ta nó mất đi cái chất định đi. Thì lúc hành giả có khả năng phân biệt như vậy đó, thì kể như là bắt đầu chúng ta bước qua một cảnh giới gọi là trạch pháp giác chi. Nhưng mà cái người mà chưa có niệm sâu á, thì họ không thấy được cái đó, không thấy được cái gọi là nên hay không nên.
Nhưng mà khi thấy được cái nên và không nên á, thì chúng ta hiểu rằng trên phương diện thân chất gì á, nó là cảnh pháp, tức là sự phân biệt lựa chọn. Trên phương diện tứ, một cách khác là trong bát chánh đạo và tánh tinh tấn, mà trên phương diện ngũ căn ngũ lực, cái đó gọi là tấn lực hay là tấn quyền. Chúng tôi phải lấy một cái ví dụ như vậy để quý vị thấy rằng những đề tài này có liên hệ và chồng lấn với nhau. Chứ tức là vị này tu tứ niệm xứ riêng, vị này tu thức giác chi riêng, vị kia tu bát chánh đạo riêng, hay hoặc giả là chúng ta hiểu rằng mình tu mình quán thân riêng, quán thọ riêng, quán tâm riêng, quán pháp riêng, không có chuyện đó. Chưa có những vị đó, có những vị nhìn một cái giọt nước rơi mà giác ngộ, đó là chuyện khác. Nhưng mà khi một người hành giả tu tập tứ niệm xứ đó, thì hành giả phải có khả năng sống trọn vẹn với thân tâm của mình. Thành ra khi nó sống trọn vẹn với thân tâm của mình đó, thì không nghĩa là mình chỉ sống với thân, sống với thọ, sống với tâm, với pháp, không có quý vị. Cái đó là phải chung. Và cũng như là một cái việc giữ thành thì không phải chỉ thành giữ bờ thành đâu, không, mà phải lo cho cái chuyện an dân, chuyện lo chuyện kinh tế, lo chuyện vệ sinh, lo cái chuyện đủ thứ chuyện ở trong một cái thành. Chúng tôi nói như vậy, mong rằng quý vị có thể theo kịp, là chúng ta thường hay có cái tính cách là cục bộ, mình chia ra niệm thân riêng, niệm thọ riêng, tâm riêng, người tu về bát chánh đạo riêng, tu sách chi, tứ niệm tứ niệm xứ. Không phải, những điều này á, nó liên hệ và nó chồng lẫn lên nhau. Thì bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là khi nào mà quý Phật tử muốn cất một căn nhà, ở trong cất căn nhà đó, đó thì chúng ta có một cái bản vẽ vẽ về mặt tiền, bản vẽ về cái cấu trúc bên sông là sườn như thế nào, bản vẽ về cái nền ra sao, về điện ra sao. Nhưng mà không có nghĩa là những điều đó rất là riêng, tất cả điều đó nó thuộc vào trong một công trình. Nhưng mà khi nói về plumbing thì nó là một cái plan khác, nói về cái engineering structure thì nó là một chuyện khác, nói về cái thẩm mỹ, cái cẩm mỹ quan bên ngoài khác. Nhưng mà nói chung nó là một căn nhà, và chúng ta đừng có tách ra. Không có ai xây nhà mà chỉ xây cái mặt tiền ở bên ngoài, không ai xây nhà mà chỉ để ý cái sườn không, hay không ai xây căn nhà chỉ để đến vấn đề nước và điện, không phải như vậy. Mà chúng ta lấy từng phần ra mà mình nói. Bởi vì học vào 37 phóng trợ đạo này, quý vị nghĩ rằng những đề tài như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thân chất di, bát chánh đạo là những pháp tu môn riêng biệt. Và cái này là cái rất là đáng sợ lắm. Chúng tôi không phải là quý Phật tử không, mà chúng tôi nghe chư tăng á, ngay cả cái vị giảng sư nói là 10 vị hết 9 vị á, là cũng giảng theo cách đó. Và khi quý vị đã tu rồi á, thì quý vị mới thấy rằng không thể nào một người tu tứ niệm xứ mà chỉ quán thân không, hay là chỉ quán thọ không, hay quán tâm không, quán pháp răng, còn giảng một điều là quán thân dành cho người ít trí tuệ, ít trí tuệ mà giỏi ưa lý luận rồi quán. Quý vị nói cái đó rất là sai. Cũng như là nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là để thấy quán thân là bất tịnh, quán thọ là vô thường, quán tâm khổ đau, quán pháp vô ngã cũng sai. Mà mình nói cái kiểu mà quán thân là thấy thức quẩn, rồi quán thọ là thọ quẩn, rồi quán tâm là thấy thức quẩn, quán pháp là thấy pháp thấy thọ tưởng quẩn hình quẩn cũng sai. Những vị đó họ chỉ suy niệm trên phương diện lý thuyết ấy, nhưng mà họ không đi vào ở trong pháp thực hành. Và chúng ta phải lắng nghe những vị thật sự họ có thẩm quyền pháp thực hành. Và chúng ta đọc lại ở trong pháp Phật, có ví dụ như là Đức Phật ngài đâu có dạy quán hơi thở là dành cho những người ít trí tuệ và ít lý luận đâu. Không có, mà Đức Phật ngài dạy về cái thân hành niệm. Mình đọc trong kinh hành niệm, niệm hơi thở là một. Thì ý mà chúng tôi nói như vậy là khi mà mình hiểu về tứ niệm xứ là chúng ta chỉ nên hiểu một cái bước ban đầu. Bước ban đầu đó là khả năng ghi nhận. Dạ. Mà ghi nhận phải ghi nhận liền. Ghi nhận liền tức là cái gì đang xảy ra, vừa xảy ra. Ghi nhận kịp tức là phải có tất cách liên tục, không bị đứt đoạn. Và chúng ta phải bám sát được với thực tại. Và ghi nhận rõ tức là xá tí rồi xâm bách tranh giá, tức ghi nhận rõ. Mình ghi nhận, mình ghi nhận lờ mờ chưa đủ, phải ghi nhận lâu, nó đủ sự tinh tế. Bởi vậy những điều này đó, nó phải là một cái cơ sở ban đầu khi mà chúng ta học. Và chúng ta phải làm sao khi chúng ta thấy những pháp này
nó liên đới với nhau, giống như là một cái tòa nhà mà nền cột, tường vách, mái, rui bè, tất cả nó đều tương quan lẫn nhau hết. Chúng ta không ai mà cất nhà chỉ nghĩ đến cái nền, không ai nghĩ cái nhà chỉ nghĩ đến cái chuyện màu ở bên ngoài, không ai nghĩ đến cái nhà mà chỉ nghĩ đến cái sườn, cái nóc không. Nó phải là một sự tổng hợp. Và cái sự tổng hợp này á, thực ra thưa quý vị, chỉ có những người mà họ xây cất, mà thật sự cái xây cất á, thì họ mới biết là họ làm cái gì. Ví dụ như là mình đổ nền, đâu phải mình chỉ đổ nền không, mình phải để cái móng như thế nào, mình để cái những cái cây sắt lên thế nào để dựng cột, mình phải chạy ống như thế nào để cho điện cho nước, thế khi mình đổ nền phải nghĩ một những thứ đó. Nên cái chuyện mà kiến trúc đó là chuyện của vật chất, chuyện kiến trúc đó là cái chuyện người ta thường làm mà đã đòi hỏi nhiều cái sự cân nhắc như vậy, hà huống chi là cái chuyện tu tập xứ niệm xứ. Dạ, thì mà bảy pháp cơ đạo đó là một cái phương pháp tu tập mà được Đức Phật ngài dạy cho chúng ta ở cái mức cặn kẽ qua nhiều cái chiều kích. Bởi vì quý vị thấy bây giờ đó, càng ngày cái nền giáo dục mới đó người ta càng cho kia chúng ta biết một cách rất là hời hợt. Thí dụ như là ngày xưa mình học bản đồ thế giới, mình học theo hình mặt phẳng, hình chữ nhật. Thì khi mình học hình mặt phẳng á, thì quý vị sẽ thấy rằng cái mũi hảo vọng của Nam Phi và cái điểm cuối cùng của Argentina thì nó rất là xa với nhau, nhưng thật sự nó rất gần, gần lắm. Và nó gần lắm. Và mình thấy cái nước Nga rộng lớn như vậy, bề ngang rất là rộng, tại vì cái nước Nga nằm ở gần Bắc Cực và họ vẽ cái hình lớn. Mình thấy cái nước Nga nó lớn quá, nhưng thật sự nước Nga nó không có lớn như cái bản đồ mặt phẳng như vậy. Đó là tại sao chúng ta cần nhìn cái bản đồ trên một cái trái cầu hình tròn. Và đồng thời, thưa quý vị, khi mà chúng ta còn nhỏ mà chúng ta nhìn vấn đề gì mà hình hai chiều á, hình bây giờ nó không rõ, bây giờ ta có trục tung, trục quành, có chiều ngang, chiều dọc và có chiều sâu nữa, thì chúng ta mới nhìn thấy được vấn đề. Nói chung á là những cái phương tiện về điện toán, những cái phương tiện về truyền thông, nó sẽ cho chúng ta nhìn sự việc trong nhiều cái chiều kích mới. Và từ cái nhiều chiều kích mới á, thì qua sách vở, qua những gì được ghi hình nhận trên màn ảnh á, chúng ta có cái nhìn chân xác hơn về thực tại. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta học vào những pháp này đó, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, chúng tôi học rất là mệt thưa quý vị, tại vì nó không có nhiều điều kiện. Và phải nói rằng nó là một cái sự lượm nhặt, góp nhặt đầu này đầu kia. Mà sau này lớn lên chúng tôi mới biết là cái đó nó không có nằm ở trong chánh đạn, nó chỉ nằm ở trong cá nhân. Nhưng mà khổ con cái là mình cứ nghe cái gì của Miến Điện á, thì mình tin nghe gì Thái Lan. Quý vị cứ tưởng tượng rằng ngay cả siêu trưởng mà khi mà chúng tôi hồi còn nhỏ đó, cái gì mà của người Miên nói, siêu trưởng cũng nghĩ là nó là chân lý nữa. Nó khổ, ở đây rất là khổ. Thành ra chúng ta phải có một cái nhìn mới. Ở cái nhìn này chúng ta phải đặt lại toàn bộ vấn đề. Thì chúng tôi mới nói quý vị nghe một chuyện như vậy là khi mà học ba bảy pháp trợ bồ đề đó, quý vị cố gắng kiên nhẫn, khoan vội đi quá xa, và nhất là nên hiểu rằng tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực tất giác chi bát chánh đạo đó, nó ràng rịch với nhau. Giống như là khi một cái người mà họ muốn cất một cái tòa nhà, họ có rất nhiều cái plan, nhiều cái sơ đồ, không phải là một sơ đồ. Nếu chúng ta nhìn thấy họ nhiều sơ đồ mình thấy mình mệt lắm. Nhưng mà tại sao họ phải có nhiều sơ đồ như vậy? Tại vì mỗi một sơ đồ á, nó cho chúng ta biết một khía cạnh khác nhau. Nhưng mà không phải là mình làm hết cái sơ đồ này mới qua sơ đồ kia, hết sơ đồ kia qua sơ đồ nọ, không có đâu. Mà những sơ đồ này nó chỉ cho chúng ta biết khái niệm là khi mà mình làm nền hay là vách á, thì mình phải cân nhắc về cái độ nặng những cái hệ thống điện nước phải chạy trước như thế nào, vân vân. Thì những cái đó đó, những cái đó nó có quan hệ với nhau nhiều lắm. Thành ra chúng tôi rất sợ lắm khi mà quý Phật tử học vào những pháp này mà quý vị cứ nghĩ rằng mình kỳ này mình tu tập sơ kiết chi
mình giảng giảng xong tôi thấy giác chi riêng, hay có người nói không, tôi không tu giác chi, tôi bắt cái chánh đạo. Có người nói không, tôi không cần tu bắt chánh đạo, tôi tu tiến tâm xứ thôi. Mà thật ra khi mà chúng ta nghe nói như vậy, mà nếu mình biết được vấn đề, nghe nó rất là khôi hài. Tại vì những đề tài này không phải giảng để tu riêng, để trở thành một pháp môn. Và cái cách nói của chúng ta thường là cách nói bỏ đoán, chỉ một chiều, một khía cạnh, và chúng ta đem cái đó ra, chúng ta thổi phồng nó lên. Và quý vị hỏi một điều là mình như vậy mình tu tập tứ niệm xứ, mình có quán về vô thường, khổ não, vô ngã hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên học luôn về thất giác chi, về tứ niệm xứ, về bát chánh đạo, thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Tại vì khi mình mới tu tập tứ niệm xứ, mình không có suy nghĩ, thưa quý vị, không có suy nghĩ giống như bình thường. Mình thấy một cái xác chết rồi mình ngồi đó, mình ngồi mình nói ồ, cuộc đời là vô thường, người này ngày xưa chúng ta. Nhưng mà khi một cái người hành tứ niệm xứ, có thể như vậy là họ đến một cái nghĩa, một cái bãi tha ma, họ nhìn thấy một cái thi thể của người mới mất, họ giữ lại cái ấn tượng đó. Ngày hôm sau họ trở lại, cái thi thể đã thay đổi, họ đem cái ấn tượng cũ hôm qua hôm nay họ quán. Cái đó là một vài cái tinh tế mà chúng ta sẽ nói. Nhưng mà cái căn bản của tứ niệm xứ mà chúng ta nói ở tại đây, đó là sự ghi nhận. Và chúng tôi nói điều này, quý vị đừng bao giờ quên đó, là tứ niệm xứ là cái gì? Phải ghi nhận liền, ghi nhận kịp và ghi nhận rõ. Nếu mình bỏ ba cái yếu tố đó thì mình sẽ không có thành chánh niệm được. Ghi nhận liền đó, tức là đừng để cho nó mất đi cái thời gian tính. Cái gì đang xảy ra? Thật ra đối với người tu biết cái tâm sân đang xảy ra, biết cái phiền não đang xảy ra, cái chuyện đó người ta nói làm cho mình giận, mà cơn giận đang nổi lên, sự phẫn nộ đang xảy nổi lên. Và nếu 5 ngày sau mà chúng ta bắt đầu nhớ, ồ, bữa đó sao mình sân quá, bữa đó sao mình phẫn nộ quá, bữa đó sao mình quên mình, thì cái chuyện mà 5 ngày sau mình nhìn lại nó khác nhỉ, nó không có giống như là lúc mình đang phẫn nộ, nhưng mà mình đủ bắt kịp đó rằng tâm mình, cái sự phẫn nộ đang sân khởi, cơn giận đang sân khởi, biết liền á, ghi nhận liền á, nó mới gọi là chánh niệm. Còn 5 ngày sau, 3 năm sau chúng ta nhớ lại nó là một chuyện khác. Nên ghi nhận liền nó trở thành một câu thoại mà có nhiều người không có biết. Tại sao ở đây và bây giờ, và nhiều khi chúng ta nói là sống trong hiện tại, mình nghĩ là sống trong hiện tại là một triết lý, nhưng mà không, sống trong hiện tại nó là một câu thoại đầu của tứ niệm xứ, là cái chuyện xảy ra ghi nhận liền, đừng để đánh mất thời gian tính, đó gọi là sống trong hiện tại. Nếu mình định nghĩa xa hơn là sai. Và ghi nhận kịp là chúng ta nhớ rằng mình phải có một cái cơ sở nền tảng như thế nào mà nhiều thứ nó xảy ra mà chúng ta có thể nghe kịp và đủ sự liên tục. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử khi mà vào ngồi thiền đó, quý vị sẽ thấy một lúc đó, mình vừa có hơi thở phải chú ý, vừa là cái âm thanh bên ngoài phải nghe, lần sự đau nhức của chân, thì tự nhiên quý vị sẽ lúng túng không biết là ồ, bây giờ mình theo dõi cái gì, bây giờ mình theo dõi cái gì, để ý hơi thở ra vào, hay để ý cái âm thanh đang xảy ra, hay để ý sự bực bội trong lòng, hay để ý sự đau nhức của cha thân. Cái đó nó lại là một cái gần một sự hướng dẫn mà gọi là áp dụng thực tiễn. Chứ nếu không á, chúng ta cứ theo một thứ, quý vị nhớ là đụng đến những cái này mà cứ nặng về sách vở quá là chết. Đụng được sách vở mà chết. Tại vì sao vậy? Trong sách nó không dạy rõ về những điểm này. Ngay cả trong kinh không dạy rõ. Ở trong kinh nói là đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Nhưng mà nếu quý vị bám vào trong kinh điển, quý vị sẽ không có thực hành được. Khi mình giống tương tự như là hồi nhỏ, chúng tôi theo thân mẫu chúng tôi đi ra ngoài chợ để buôn bán vậy đó. Mình buôn bán là mình phải có khả năng nhận diện cái mặt hàng. Cái mặt hàng này nó tươi bao lâu? Tại ở hồi xưa không có cái máy lạnh, không có đồ lạnh, bây giờ nó để mình nắng nóng vậy đó. Thế rồi mình phải để ý coi cái nhu cầu của người ta mua. Cái chợ mới bắt đầu khác mà chợ chiều hay chợ trưa nó khác. Và rồi coi cái sự cung ứng hàng hóa xung quanh thế nào. Thật ra cái người mà
buôn bán thực tế, dù bán vợ miền quê thì nữa, người đó phải đủ sự bén nhạy, bén nhạy với cái thời gian, bén nhạy với người mua, bán nhạy với cái, mình chỉ biết đây là bó rau mình mang ra, đây là con cá mình mang ra, cái dừa mình bày ra mình bán, không phải như vậy đâu. Là khi mà chúng ta nói về về tứ niệm xứ đó, nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa lý thuyết và thực hành, và không thể nào mà trên phương diện lý thuyết mà Đức Phật ngài dạy hết cho chúng ta, không có. Quý, tại sao vậy? Tại vì nếu dạy hết quý vị thấy nó lộn xộn lắm, nhưng mà Đức Phật phải chia ra, đây là niệm thân, đây là niệm thọ, đây là niệm tâm, đây là niệm pháp. Và niệm thân có một cách niệm riêng, niệm thọ có cách niệm riêng, niệm tâm pháp, niệm pháp có cách. Nhưng mà trong cách những cách niệm này là phải chúng ta phải có đủ cái khả năng để có tất cả. Chứ nếu chúng ta là mình đang niệm hơi thở mà cái cảm thọ đau nhất mà mình không biết phải niệm thọ như thế nào, hay là khi mà mình đang niệm hơi thở mà cái tâm mình đó, nó trở nên bực bội, trở nên khó chịu, mình niệm thế nào, hay hoặc giả là có những trường hợp phải quán như thế nào, thì thưa quý vị, có một cái chuyện mà trong kinh nói là pháp học và pháp hành, không phải có một cái pháp để học riêng mà có pháp để hành riêng. Mà trên thực tế đó, pháp học đó là nói về lý thuyết, pháp hành nói về sự ứng dụng, và cái sự ứng dụng đó nó không thể đơn giản bằng lý thuyết không được. Dạ, cái ứng dụng đó, nó phải dựa trên cái kinh nghiệm thực tiễn. Mà chỉ hiểu tứ niệm xứ qua lý thuyết đó, thì đôi khi chúng ta rất là dễ hiểu sai. Dạ, rất dễ hiểu sai. Lấy ví dụ như là nói về 10 pháp, 16 pháp niệm hơi thở. Dạ, niệm hơi thở ngắn, hơi thở dài, hơi thở ra, hơi thở vô, rồi hơi thở ngắn, hơi thở dài, rồi an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, cảm giác toàn thân, vân vân. Những cái cụm từ đó mà nếu quý vị học trên phương diện lý thuyết đó, thật ra quý vị cũng biết nói cái gì nữa. Dạ, nhiều khi cảm thấy rất là lạ. Nhưng mà trên phương diện thực hành thì những điều đó nó lại trở nên rất là rõ. Do vậy đó, đây là một cái đề tài rất là cẩn trọng. Và chúng tôi mong tất cả quý Phật tử khi mà học về gọi là trong giác phần ở đây đó, thứ nhất là cái xuất sắc nhất, độc đáo nhất của Thắng Pháp nói về điều này là nói pháp bản thể. Dạ, nó bản thể. Như hôm nay chúng ta nói về tứ niệm xứ, chúng ta nói về bản thể của đó, đó là tâm sở niệm. Và quý vị phải hiểu niệm là một cái tâm sở, là một thuộc tánh có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Từ cái thuộc tánh có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo mà nói đến một phương diện vĩ mô, nó đổi sang là cái chánh niệm, nó khác. Đừng hiểu nó chỉ là một, nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Mặc dù nó cùng là bản thể niệm hết, nhưng mà cái niệm trong tâm tịnh hảo bình thường và cái niệm được gọi là được tôi luyện trở thành chánh niệm là chánh cả. Mà từ cái chánh niệm á, mà nó chánh đạo, niệm giác chi ở trong cái thất giác chi, niệm quyền, niệm lực ở trong ngũ quyền, ngũ lực, niệm ở trong niệm xứ là khác. Thành ra ngay cả trí tuệ cũng vậy. Dạ, ở trong trí tuệ mà chúng ta nói tuệ quyền, tuệ lực, nghe nói là nói về chánh kiến, nó mang những cái khía cạnh khác nhau. Nên thật ra những điều mà chúng tôi vừa đề cập đến á, lẽ ra thì phải đề cập đến trong phần tổng quan của tuần rồi. Nhưng mà tuần rồi chúng ta lại nói về tứ niệm xứ, và tuần này chúng ta lại nói về tứ niệm xứ. Chúng tôi chỉ rất là mong mỏi quý một cái thì giờ để nhớ là trong 37 pháp này, trong những cái đề tài này, nó đều có cái liên hệ chồng lấn lên nhau. Và đừng bao giờ hiểu rằng mỗi một pháp như vậy nó là một pháp môn riêng, và chúng ta phải hiểu cái sự tế nhị lắm. Và ví dụ như là hồi nãy chúng tôi có nói về niệm giác chi dẫn đến trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là cái khả năng phân biệt lựa chọn. Chỉ trạch pháp nghĩa là lựa chọn. Và mình lựa chọn ra cái này tốt cái kia xấu. Nhưng mà cái sự lựa trạch pháp giác chi này nó có liên hệ đến tứ chánh cần. Tại vì trong thận trường tu bảo của tứ chánh cần đó, tức là biết phân biệt cái nào thiện, cái nào bất thiện, và lựa chọn là cái gì mình nên làm đối với bất thiện đã sanh chưa sanh, và cái gì nên làm với cái thiện đã sanh chưa sanh. Thì phương diện trạch pháp á, và tứ chánh cần thì có những cái chồng lớn với nhau.
Và ở đây nó đưa ra từng cái giai đoạn. Niệm mà ở giai đoạn vĩ mô khác, niệm ở giai đoạn là chánh niệm ban đầu khác, mà niệm ở giai đoạn chuyên sâu là khác, niệm ở trong gia đình giai đoạn thành một chi phần của tuệ giác là khác. Vì vậy nói thì nó nghe mình hơi mệt, nhưng mà nó sẽ rất là lợi lạc nếu chúng ta chú ý. Thì chúng tôi rất là mong quý vị Phật tử lưu tâm về điểm này. Cái điểm khác khi chúng tôi muốn đề cập đến trong đề tài ngày hôm nay, và cũng là phần nhắc lại trong cái tổng quan đó, là thưa quý vị, ở trong Phật Pháp có đề cập đến những cái tố chất hay là những cái tiềm lực, những cái gì ẩn tàng mà nó vốn có trong đời sống của chúng ta. Vấn đề quan trọng là chúng ta có biết, chúng ta có biết phát triển, biết tôi luyện, biết khai dụng những điều đó hay không. Đây là một điểm rất là lợi lạc và thú vị khác của Thắng Pháp và khi mà mình hiểu về Đạo Phật. Thật ra thì có một cái quan niệm rất là phổ cập của phương Tây ngày hôm nay, đó là cái quan niệm mà do người Tây Tạng họ đề ra, mà Bodhicitta chính là Phật tánh. Phật tánh thì cái quan niệm của Phật giáo bắt truyền Phật giáo Tây Tạng là cái gì có sẵn, và giống như một viên ngọc là vốn có sẵn, và viên ngọc đó bị bụi bao phủ. Bây giờ cái công việc của chúng ta không phải là làm gì khác hơn là mình lau sạch, lau sạch thì cái viên ngọc sẽ hiển lộ ra. Thì cái quan niệm đó đó nó hoàn toàn không có trong Phật giáo, trong Tâm Tạng Pali. Tâm Tạng Pali không nói rằng những cái trí giác, sự giác ngộ nó nằm sẵn trong chúng ta. Nhưng mà Tâm Tạng Pali nói rằng có những cái tố chất, và những tố chất này đó bình thường nó hiện diện, nhưng mà ở trong cái hình thái rất là vĩ mô, ở trong hình thái rất là sơ đẳng hình thái. Thí dụ như là tâm sinh niệm nó chưa đủ để gọi là Phật tánh, hay là trí tuệ đó nó cũng chưa đủ gọi là Phật tánh. Không có cái gì gọi là đủ, gọi là Bodhicitta hết. Nhưng mà những cái pháp này đó, nó vốn có mặt, nó là những thuộc tánh của các cái thứ tâm. Và những tâm này nó có sanh, có diệt, chứ nó không phải là hằng hữu, nó không phải luôn luôn có mặt. Nhưng mà rồi những thuộc tánh này nếu chúng ta khéo khai dụng đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái ảo diệu của nó. Ví dụ như thuộc tánh về niệm đó, thì nếu mà chúng ta không tu tập đó, thì chúng ta vẫn có trong đời sống, nhưng mà cái có đó nó mong manh, nó phôi pha lắm. Chúng tôi nhớ rằng nó có chuyện này, thưa quý vị, là có một cái cô đó ở nhà quê ở bên Thái Lan, cổ không có cái gì mà xuất sắc, thậm chí cái màu da ngâm đen mà không được ưa chuộng ở Thái Lan được. Nói một cách khác là đối với người Thái, cổ là một người phụ nữ xấu. Nhưng mà rồi tình cờ đó lại cổ có cái duyên là gặp một cái người, ông này từ bên Âu Châu, ông qua Thái Lan, ông Mỹ hè, thì ông gặp của ông là một chuyên gia về đào tạo những cái người mẫu, những cái model, những mẫu về thẩm mỹ. Và ông này thấy cô có cái nét mặt đặc biệt, và ông đã mời cô hợp tác, và ông đem về cái trường của ông, và ông đào tạo cho cô từ cái khuôn mặt đó, cái chiều cao đó, cái dáng dấp đó, mà làm trở thành một người mẫu. Thì thưa quý vị, thật ra thì chúng ta không thể nói rằng cái sự thành công hay là một cái hình tượng đẹp đó, nó đã có sẵn ở cô đó. Cô đó cũng có một vài cái nét mà nó đúng với cái tiêu chuẩn của một người mẫu, như là một cái nét mặt mà nếu khéo khéo chỉnh sửa, với mái tóc khéo trang điểm, và một chiều cao thích hợp. Nhưng mà rồi nó cần phải có một cái sự đào tạo, một sự tôi luyện về cách đi, cách đứng, và từ một người phụ nữ miền quê mà trở thành một người mẫu. Mặc dù trước kia đó, cô ở Thái Lan cô không làm gì cả, người Thái Lan coi cô này cao lên lên ghen, lên khên, không có phải là đẹp, màu da như vậy không đẹp mặt thế. Thì điều mà chúng tôi muốn nói tại đây là như vậy. Cái hình, cái câu chuyện đó nó tương tự như là khi mà chúng ta nói về các pháp bản thể. Thí dụ như nó là tầm, tầm là sự hướng tâm, dạ, tầm sự hướng tâm. Tầm có thể phát triển trở thành một chi thiền, tầm có thể phát triển trở thành chánh tư duy, và tầm có thể
phát triển ra thành nhiều thứ mà chúng ta không có ngờ được. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự hướng tâm đó nó luôn luôn có, nhưng mà nó không phải là thiện hay là bất thiện. Mà nó lấy ví dụ như con người chúng ta sống mà mình có cái khuynh hướng nào đó, cái khuynh hướng đó nghiêng về săn bắn, nghiêng về ăn uống, nghiêng về thời trang, nghiêng về gì, thì ở trong đó có cái tầm, nhưng mà cái tầm đó lại hướng về những đối tượng đó, thành ra nó không đi về đâu hết. Nhưng mà khi mà cái tầm mà làm sao để nó tách rời ra khỏi ba thứ là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó, thì nó trở thành chánh tư duy. Và ở đây nó làm sự ảo diệu. Bởi vì khi mà chúng ta học về thắng pháp á, thắng pháp có một điểm rất là thú vị, là thắng pháp nói về các tâm sở, hay nói đến kia, nó lại cho chúng ta một cái nhìn mới về cái hiện tượng tâm lý. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói được nữa không? Thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị chờ chúng tôi chút. Có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Thì ở đây không phải là cái tiềm lực và cái cứu cánh cuối cùng, cái điểm đến cuối cùng nó là một, không nên nói như vậy. Một đứa trẻ nó có cái tư chất thông minh rồi, nhưng cái tư chất thông minh đó nó khác với cái sự hiểu biết của một vị tiến sĩ, của một nhà khoa học. Nhưng mà do cái tư chất thông minh đó, nếu nó được đào tạo đúng mức, nếu nó được học, thì từ cái tư chất thông minh đó, nó sẽ dẫn đến một người có thành đạt, một người cống hiến lớn. Đây là một cái điểm được chúng ta đề cập và nói đến trong kinh điển của Phật giáo. Thì Đức Phật Ngài không dạy rằng con chó có Phật tánh, hay là sự giác ngộ đó vốn đã có sẵn, đã nằm sẵn trong một con người. Cái đó Đức Phật không dạy như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng có những cái tố chất, và những tố chất này nếu được ghi nhận, được phát triển, được tôi luyện, thì những tố chất này nó sẽ trở thành những cái thế mạnh để áp đảo phiền não, thành tựu được tuệ giác, chứng quả Niết Bàn. Cái này là cái trong kinh điển Đức Phật dạy, và chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái cách nói, và sợ là có những cái khái niệm mà người ta rất dễ nói và dễ đưa ra. Bởi vì ai cũng vậy, thưa quý vị, khi mà tu tập mà nói rằng mình đã có một Phật tánh, mình đã có một cái chân tâm, mình đã có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ làm sao cho nó hiển lộ, thì ai cũng nghĩ là tu dễ quá, tu thoải mái quá. Nhưng mà chúng ta nên biết lại qua cái nhìn của thắng pháp, đó là những cái tiềm chất, đó là những cái tố chất. Mình từ cái tố chất này để nó trở thành một cái lực, như gọi là từ cái thuộc tánh niệm mà trở thành niệm lực, niệm quyền. Từ cái thuộc tánh tinh tấn nó trở thành cần giác kia, thì nó không phải chỉ đơn giản là mình xóa đi cái vọng thức mình nó hiện ra đâu, mà những cái thuộc tánh gần đó phải có được cái cách thế tu tập, cách thế tôi luyện. Nó tương tự như vậy, thưa quý vị. Người ta cho mình một ít hạt giống, hạt giống nó có thể làm cho mình làm giàu. Giống như là chúng tôi đọc câu chuyện là có một người, họ được người khác họ tặng cho một cái hạt giống mít, mà mít của Thái Lan, và mít Thái Lan mít ruột đỏ chẳng hạn. Thì cái hạt giống đó nó không phải là sự giàu có, mà nếu chúng ta có một cái quá trình thích hợp, lần cây con rồi chiết giống ra thành ra nhiều cây rồi chúng ta biết buôn bán, thì dần dà chúng ta sẽ làm giàu. Thì chúng ta không nên nói rằng
cái giàu của một cái người sau đó, đó nó nằm ngay ở trong hạt giống đó. Không nên nói như vậy, mà chúng ta có thể nói là nó xuất phát từ hạt giống đó, và hạt giống đó được được gieo trồng, được chiếc nhánh, được được phát triển và được đưa vào thị trường để giúp cho một người trở thành giàu có. Nó qua một tiến trình. Vì vậy trong cách nói của người Phật tử, đôi khi chúng ta nói mà nó không có chính xác. Ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, cái mà gọi là, nhưng mà nói một cách đích xác, nói một cách gọi là có thể áp dụng được, thì nó phải tinh tế và nó phải thực. Cái gì cũng vậy hết, cái gì trong cuộc sống cũng như là có nhiều người họ muốn học là bánh bò, mà người ta nói đại khái nghe có lý đó, nhưng mà đem về tại sao mình làm không giống người ta? Tại vì trong cái quá trình đó nó còn có một vài sự tinh tế khác nữa. Thì Thắng Pháp dạy về các pháp bản thể, và những pháp bản thể này đó mà để dẫn đến một cái sự thành tựu lớn hơn đó, thì nó qua một quá trình. Và thật ra thì ở trong Thắng Pháp thì không có nêu cái quá trình đó rõ ràng. Dạ. Như là ngày hôm nay chúng ta học về tứ niệm xứ, thì Thắng Pháp nó là cái bản thể tứ niệm xứ là thuộc tánh niệm. Nhưng mà rồi từ cái thuộc tánh niệm mà dẫn đến, thì thưa quý vị, nó trải qua một quá trình. Và quá trình đó chúng ta tìm thấy ở trong kinh tạng. Bởi vì khi mà chúng ta đã học Phật Pháp lâu ngày đó, thì chúng ta không còn có một cái tâm gọi là muốn phân biệt tôi chỉ thích kinh tạng, không thích Thắng Pháp, hay không thích Thắng Pháp, không thích kinh tạng. Tại vì mỗi một thứ nó có một cái mỗi một cái tạng, Thắng Pháp tạng hay kinh tạng đều cho chúng ta một cách khác nhau. Ví dụ như là khi mà chúng ta học về tiếng Việt thì có phần học về văn phạm, thì học về văn phạm cho chúng ta biết, nhưng mà ngoài văn phạm thì còn có văn học chính xác thì chỉ chắc chúng ta đã nói là hay, và không hẳn là chúng ta nói hay đó mà chúng ta phải luôn luôn gò bó với văn phạm. Nhưng mà hai cái đó nó bổ túc lẫn nhau. Về điểm này đó, ở trong cái chương, ở trong cái phần mà chúng ta học về 37 pháp trợ đạo, thì chúng ta phải có. Và quý vị cũng đừng bao giờ nhầm lẫn một điều rằng hễ chi pháp giống nhau thì nghĩa là ý nghĩa giống nhau. Đây cũng là một điểm đáng sợ khác. Sắp tới chúng ta sẽ có qua cái phần gọi là ngũ quyền và ngũ lực. Trên phương diện chi pháp thì nó giống nhau, là tính tấn niệm định tuệ. Nhưng mà tính tấn niệm định tuệ để trong cái vai trò của indriya, của quyền nó khác. Mà trong vai trò ba cái quyền khác mà cái lực khác. Cũng như người ta nói là một người làm việc đó, ở cái vai trò nào khỏi biết cái quyền hạn và trách nhiệm. Tuy là đó là một người đó, người đó có quyền hạn đó, người trách nhiệm khác đó, nhưng mà khi mà nói về quyền hạn nó khác, mà nói về trách nhiệm nó khác. Và thì tính tấn niệm định tuệ cũng vậy. Những điểm này nếu mà chúng ta chịu khó để ý, rất là lợi lạc, rất là lý thú. Nhưng mà đừng thấy cái pháp bản thể giống nhau rồi mình cứ là như vậy đó, giờ mình không cần quan tâm, không cần chú ý nữa. Không phải, coi chừng chúng ta tự mình phủ nhận những cái giá trị, tôi cứ tự mình rơi vào cái học gọi là học cục bộ. Dạ, học cục bộ ở đây tức là mình học trong cái phạm vi rất là hẹp, và mình nghĩ là học là tất cả. Trong thời gian gần đây đó, thì chúng tôi có nghe rất nhiều vị đi học thiền, một vài khóa thiền hay học cái gì đó, nói rằng Phật Pháp chỉ đặt quan trọng là tứ niệm xứ thôi. Một người học tứ niệm xứ là hiểu tất cả. Có nhiều khi cách nói nó nghe trang trọng như vậy, nhưng mà người đó quên một điều rằng thật ra tứ niệm xứ là một cách nói ở trong một cái tiến trình giác ngộ mà Đức Phật Ngài đề cập ít nhất là nó liên hệ chằng chịt đến tứ chánh cơ bát chánh đạo, chứ không phải chỉ có tứ niệm xứ mà thôi. Hay là có người nói rằng mình tu gì tu, chứ mình chỉ cần tu bát chánh đạo thôi, nhưng mà không có cần để ý đến những pháp khác. Nó nghe thì nó có vẻ nhấn mạnh, nhưng mà nó phải vậy, nó phải như vậy. Cũng như là
Người ta nói rằng à, mình sống chỉ cần có tiền thôi, nhưng có nhiều người có tiền cũng không sống nổi đâu. Tiền đó là một khía cạnh, dĩ nhiên là tiền nó chi phối nhiều thứ, nhưng mà tiền đó là một khía cạnh. Có nhiều gia đình có tiền nhưng mà không mua nổi hạnh phúc gia đình, có nhiều người có tiền á chứ không thể dạy con cái thành người được, thậm chí có nhiều có tiền cũng không mang lại cuộc sống an lạc được, bao nhiêu tiền là cốt lõi. Những cái này chúng ta chịu khó cân nhắc, chịu khó để ý. Và sau cùng chúng tôi muốn quý Phật tử là trước nhất khi quý vị học nghe về bao vây pháp trụ Bồ Đề này đó, chúng ta lắng nghe trước. Chúng ta chỉ lắng nghe trước, và sau khi lắng nghe rồi đó thì chúng ta sẽ đào sâu vào bản thể và chúng ta tìm thấy sự liên hệ giữa pháp này với pháp kia. Đồng thời có một câu hỏi mà rất cần thiết là đây là những pháp liên hệ đến pháp hành, như vậy sự ứng dụng pháp như thế nào? Thí dụ như mình nghe về thất giác chi, mình phải đặt câu hỏi là pháp gì thất giác chi được áp dụng thế nào, tứ như ý túc, tứ thành túc phải được áp dụng như thế nào, ngũ căn ngũ lực áp dụng thế nào. Chứ nếu mà chúng ta không có đặt ra vấn đề mà ứng dụng thì chúng ta sẽ đi xa xa so với những gì mà Đức Phật dạy. Và những pháp này không phải là pháp để chúng ta luận đàm trong lúc trà như tửu lậu, mà thật ra những pháp này là những pháp tinh hoa cốt tủy, đã có không phải một lần mà nhiều lần Đức Phật ngài dạy rằng là những đệ tử Phật á, thì nên có cùng một cái mẫu số, chia sẻ với nhau về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn ngũ lực, các cái chi bát chánh đạo. Đó là một cái lời dạy rất là trọng yếu chứ không phải lời dạy bình thường. Rất mong là mỗi mỗi chúng ta khi mà học chịu khó đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật. Ngại thưa quý vị là trong những cái bài học bây giờ chúng ta có đưa ra một số luận điểm mà những luận điểm này không có cơ sở rõ, và cái sự đàm luận rất cần thiết. Tại sao quý vị thấy rằng ở trong lớp học này chúng tôi thường có những cái cuộc thảo luận với chữ Dư Tăng, với Chư Tăng, tại vì trong những thảo luận chúng ta có thể khẽ trong một số khía cạnh mà chúng ta ít khi để ý đến. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddhadharma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn Phạn ngữ Pali và chúng tôi là vị phụ trách. Xin được kính định lễ chư tôn ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ.